Chào tất cả mọi người nha, đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận skin NPC nhân vật Thánh Usopp nha. Đây anh em bấm vào cái sự kiện này cho mình. Đây. Thì cái sự kiện này hồi đợt nó ra mình có hướng dẫn rồi. Lúc đó mình cũng có nói là trước sau gì trong các nhân vật này nè. Đấy, nó cũng sẽ tặng cho anh em một nhân vật miễn phí. Thì đúng luôn, hôm nay nó tặng cho anh em nhân vật Thánh Usopp nha. Đấy, cũng khá là đẹp đó anh em. Đây. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận ha. Thì lúc cái sự kiện ra mình có kêu anh em là nhớ vào điểm danh nhận mấy cái vé vàng này nè. Đấy, thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào nhận cho mình cái vé vàng này và được 15 vé nha, tổng cộng 15 vé. Đấy, còn những vé sau nè, 6 ngày sau nó sẽ cho anh em nhận 13 ngày, nó có ghi số ngày ở dưới nè. Đấy, anh em sẽ nhận tổng cộng là được 30 vé nha. Đấy. Rồi, khi mà có số vé này thì anh em bắt đầu quay thôi. Đây. Anh em nhớ chọn nhân vật Thánh Usopp để quay nha. Còn những nhân vật còn lại là anh em phải nạp tiền. Đấy, nói chung anh em cứ nhận những nhân vật miễn phí được rồi. Anh em không cần phải bỏ tiền phí để nhận mấy nhân vật này đâu. Đấy. Nói chung mấy này anh em nào giàu thì anh em nhận thôi ha. Chứ chỉ là nhân vật NPC thôi, chứ không phải tướng gì đâu nha anh em. Rồi bây giờ anh em quay nha, anh em chọn Thánh Usopp, anh em quay nè, anh em bấm quay vé, quay 10 vé đầu tiên. Anh em sẽ được 29 viên đá, ngon lành. Rồi anh em có thể bấm bên đây để nhận thêm viên đá nè. Đấy, bấm góc này. Rồi, tiếp tục. Còn 5 vé thì anh em sẽ quay từng vé nha. Đấy. Đấy, ok. Không đủ rồi. Đợt này không đủ rồi anh em. Đây, mình quay được 37 cái viên đá. Đấy. Thì khi á, anh em có đủ 50 cái viên đá thì anh em sẽ mua được cái nhẫn này nè. Và khi có nhẫn này anh em đổi được cái đây skin NPC Thánh Usopp. Đây là hoàn toàn miễn phí luôn nha anh em. Đấy, thì khả năng á là anh em phải điểm danh thêm 2 lần nữa. Đấy, tới chỗ điểm danh Robin nè là anh em nhận thêm 10 vé nữa thì anh em mới có thể nhận được Thánh Usopp nha. Đấy, ok, thì mình hướng dẫn anh em trước nha. Rồi anh em nhớ cái sự kiện này và vào điểm danh để nhận cái skin NPC này. Đây, skin này thì anh em chủ yếu là đổi nè, cho anh em nào mới chơi chưa biết nè. Đấy, anh em sẽ vào đây anh em đổi nhân vật đây nè. Đấy. Rồi khi có anh em đổi nhân vật thì anh em chỉ đây, bây giờ mình sẽ chọn mẫu một nhân vật này đi. Đấy, hiện tại chưa nhận nên chưa chuyển qua cho anh em xem được. Đấy, rồi chủ yếu anh em chỉ di chuyển nhân vật dưới đây thôi, chứ không phải là tướng để vô đánh này kia đâu nha. Đó, anh em chú ý. Ok, anh em chơi siêu tập gì cũng được. Ok nha, thì đó là cái sự kiện đầu tiên về nhận skin NPC Thánh Usopp. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn em làm cái nhiệm vụ sự kiện nhận tướng NS miễn phí nha. Đây, cái sự kiện này hồi đợt mình có hướng dẫn rồi nè. Nói chung mình đã có một cái video hướng dẫn em làm tất cả các sự kiện mới trong game rồi. Đấy, nếu mà anh em nào mà chưa xem thì có thể xem lại ha, link mình để dưới phần mô tả đó. Đấy, toàn là sự kiện hay không à. Anh em vô xem làm để cày ít trái, ít vé nha. Với lại có một số sự kiện đó là tiền đề để chuẩn bị ra một vài cái sự kiện mới nữa. Như cái sự kiện này nè. Đấy, vài bữa nó sẽ cho anh em cái vòng quay nhận trái vàng nè ha. Đó. Đây, mua mảnh rồi nè. Đấy, đó là tiền đề nên anh em phải làm nha. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại để làm. Rồi, thì trong đợt trước mình có hướng dẫn anh em làm cái sự kiện để nhận tướng AS miễn phí nè. Đấy, tuần trước chúng ta đã làm được nhận được 10 mảnh rồi ha. Bây giờ tuần này, đấy, ở trên đây nó có ghi số ngày nè. Đấy, phải tới cái ngày trên đây nó mới mở, anh em mới làm được nha. Thì cái ngày này, ngày 5 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 này, thì anh em sẽ làm cái tuần này ha. Tuần này thì nhiệm vụ cũng đơn giản thôi, anh em bấm vào nút xanh nó đưa tới đâu anh em làm thôi. Anh em sẽ đi đánh cái này nha. Rồi, mình sẽ đi đánh. Rồi, chế độ này cũng dễ thôi. Một ngày nó sẽ cho anh em đánh 4 lượt ha. Đấy. Rồi đây mọi người, đấy, mình đã đánh xong 4 lượt nha. Đấy, mình sẽ nhận cái mút đầu tiên. Rồi anh em tiếp tục, anh em đánh đủ 12 trận thôi, là đánh trong vòng 3 ngày thì anh em sẽ nhận hết cái tuần này ha. Và anh em sẽ nhận được thêm 10 cái hộp quà này, tương đương với 10 mảnh nè. Đấy, khả năng tướng ES là Chopper đó anh em. Anh em nhớ làm cái sự kiện này nha, đừng có quên. Rồi tuần sau á, tới ngày 12 tháng 10 nha, là nó sẽ mở tuần này thì anh em sẽ đánh 16 trận đánh tháp huy hiệu nha. Mình sẽ nói trước luôn. Tới ngày đó anh em cứ vô đánh tháp hiệu, đánh đủ 16 trận thì anh em sẽ nhận hết quà cái tuần đó thôi. Anh em nhớ nha, anh em đừng có bỏ qua cái sự kiện nhận tướng ES miễn phí đó nha. Rồi tiếp tục, cái sự kiện này anh em cũng không được quên nè. Đây, cái sự kiện này thì mỗi ngày nó sẽ cho anh em một vé, anh em quay bên đây nè. Hiện tại mình đã quay rồi, anh em sẽ quay ngẫu nhiên được bao nhiêu vé thì nó sẽ cộng vô cái số ngày bên góc trái nè. Rồi tới ngày 6 tháng 10 là mỗi ngày anh em vô anh em điểm danh thì anh em sẽ nhận được cái vé vàng này.
vé này thì giống như trái vàng ép quỷ vậy anh em, đây nè đấy, nó giống y thôi đó, em dùng để mua vé vàng quay tướng này kia nè đó ha. Em chú ý nha, anh em cũng đừng có bỏ qua cái sự kiện đó ha. Rồi và cái sự kiện cuối cùng mới ra đây nè, thì cái sự kiện này cũng đơn giản thôi, anh em sẽ đi vào đánh bot của Lan ha, đã đánh bot Lan rồi anh em tích điểm. Cái này thì dành cho anh em nào mà cao thủ lực chiến khủng rồi, anh em đánh lực chiến càng nhiều đấy, thì anh em sẽ leo top. Nếu mà anh em nằm trong top này thì anh em sẽ nhận được cái skin NPC con hồ ly nè, cái này cũng skin thôi, rồi bình cam lại tiền vàng này kia thôi ha đấy. Nhưng mà cái skin này có hạn sử dụng em ơi, tối đa là 30 ngày thôi, top 1 là được thời hạn 30 ngày thôi, cũng không ngon lắm ha. Đây bây giờ mình sẽ vô đánh thử nè. Ok thì lực chiến của mình cũng thấp ha, mình không có nạp nhiều tiền này kia nên chắc đua không có lại rồi, chỉ tham gia cho vui thôi, hướng dẫn cho anh em nào hoặc anh em nào mới nhảy server á, lực chiến nó không có chênh lệch nhiều á. Đó, mấy anh em mà mới nhảy server á, lực chiến nó cũng không chênh lệch nhiều đâu, nên anh em có thể đu cái sự kiện này được nha. Đấy. Hiện tại server của mình lực chiến hiện tại là đến năm mấy 60 triệu rồi, nhưng mà đấy. Đâu. Hai thằng top 1, top 2 hệ xanh đánh luôn em, quá đã. Wow. Wow, anh đã quá anh em ơi. Ui, thiệt chứ. Ok, 800, hơn 800 triệu thôi anh em à. Ok. Đấy, rồi anh em cứ tiếp tục đánh ha. Đấy. Rồi, để coi thử mình top bao nhiêu rồi nè. Đu đánh một trận thôi top 135 rồi, cũng được anh em ơi, top 135 được quà gì không nha, để coi thử này tối đa top bao nhiêu, như top 100 hay sao đó. Ơi được luôn em, à cũng được quà nhưng mà không được skin. Rồi ok thì mình sẽ đánh thêm anh em. Rồi mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Đấy, hôm nay chủ yếu là hướng dẫn anh em cái sự kiện mà nhận skin NPC thánh đồ shop cũng khá là đẹp ha, với lại nhắc lại anh em cái sự kiện nhận tướng SS miễn phí, anh em nhớ vào làm nhiệm vụ nha, với lại một số sự kiện mới cập nhật. Ok anh em xem vào làm nha, cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và chia sẻ video với mình cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Bye bye, cảm ơn mọi người.